quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Thế bây giờ em thì đọc từng bà đầu tiên xem nào. Thanh Thị Tiên, bà Si Đi, cô Chu, Vũ Đăng Mi. Đưa cho em là 400.000 này. Đấy. Đây là 400.000 nhá. Đấy, ở đây thì có anh chị Nhi này, có cô giấu tên nữa và có cho cả anh nữa. Anh thì là anh chị Nhi thì cho anh là 500.000. Đấy, cho em 200.000 và cô giấu tên thì cho em là 300.000. À, cho anh là 300.000 và cho em là 200.000. Cháu cảm ơn bác Kinh Hoàng đã gửi ba đứa dết cho ba anh em. Em có một lời chúc nào mà nó thật hay và thật ý nghĩa gửi tới bác Kim Hoàng không? Cháu cảm ơn bà Kim Hoàng đã gửi phần dết cho ba anh em. Cháu chúc bà luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chiều hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà rất là đặc biệt. Và đằng sau cháu Lực ấy cô bác là những cái hộp mà bí ẩn. Một tí nữa thì cùng em Hải với em Sử là sẽ đập hộp sau cô bác nhé. Và bây giờ thì cháu Lực đang ở nhà ba ông cháu rồi cô bác. Nhưng mà chắc là do là các em là đi đâu lấy củi hay là đi đâu rồi cô bác, cũng không có thấy ai ở nhà. Từ nhà các em thì như cái bóng đèn năng lượng mặt trời cô bác. Thế nọ thì cháu Lực sẽ lắp ở đây cho các em luôn. Và cũng đã buộc cái đinh cái thanh sắt ở kia rồi. Thành ra là rất là chắc chắn rồi. Nhà các em thì không có ai ở nhà, cho nên là cháu Lực sẽ không có vào nữa. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống cái kia một chút, là xem em Hải, em Sử là có ở dưới kia lấy cỏ hay là làm gì ở dưới đây không cô bác. Tại chiều này thì cháu được lên thì hay bắt gặp các em là đi lấy cỏ cô bác ạ. Mùa này thì các em chỉ có là đi lấy cỏ là nhiều thôi. Trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã đóng góp ý kiến cho cháu Lực rất là nhiều. Và kèm theo đó thì có những cái bình luận tiêu cực thì theo cháu Lực, những cái bình luận mà tiêu cực đấy sẽ là một cái động lực nào đấy giúp cho cháu Lực là hoàn thiện cái bản thân mình nhiều hơn cô bác. Và cháu Lực cũng rất là mong quý cô bác, cháu Lực có làm những cái điều gì mà còn thiếu sót thì tất cả quý cô bác có thể để phần bình luận hoặc là gọi điện thoại cho cháu Lực trực tiếp để cho cháu Lực hoàn thiện cái bản thân mình hơn cô bác nhá. Còn một tí nữa thì cùng các em sẽ là đập hộp cái phần quà này cô bác. Bây giờ thì hiện tại cháu Lực cũng đã biết là trong ấy là có những cái gì rồi. Thì cháu Lực sẽ không có nói vội. Một tí nữa thì sẽ cùng các em là đọc hộ sau cô bác. Bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Và đồng thời thì quý ông bà, cô chú, anh chị mà có theo dõi được những cái thước phim mà cháu Lực đăng tải lên và chia sẻ những cái cuộc sống hay là những cái hoàn cảnh ở trên vùng cao này lên, thì cho cháu Lực xin một nút like và một lần chia sẻ, cộng thêm một lần đăng ký kênh nữa để cho kênh cháu Lực được phát triển mạnh hơn và có thể là giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn, để cho những cái thước phim, video clip cháu Lực đăng tải lên được lan tỏa mạnh hơn trong và ngoài nước, thì sẽ có những cái mạnh thường quân mà biết đến những hoàn cảnh và cùng cháu Lực chia sẻ một cái tấm lòng vàng của quý ông bà, cô chú, anh chị mạnh thường quân gửi tới cho những hoàn cảnh còn vô cùng khó khăn, bất hạnh nha cô bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý cô bác là cùng theo dõi hết video nhé. Con trâu thì hình như là cũng không có ở nhà các bác ạ. Chắc là có khi là đi chăn trâu hay là đi đâu gì đấy. Còn là như hôm nọ cháu được có cùng các em là trồng rau ở bên dưới kia. Cái rau cải thì hình như là không có được là tốt cho lắm, nhưng là cái phần rau muống thì rất là tốt rồi các bác. À, trâu thì ở nhà thôi, cháu được tưởng là đi đâu. Hóa ra là ở góc bên kia. Nên Hải với em Sử thì hay thường là đi lấy cỏ ở dưới này các bác. Và năm nay thì cũng được bác Kim Hoàng là nhờ cháu Lực là mua cái phần là phân đạm bón cho cái đồng ruộng của các em ấy cô bác. Đồng thời thì rất là tốt luôn cô bác. Năm nay thì các em sẽ có một cái mùa là
phải nói là một mùa mà bội thu rồi các bác nhé. Sáng nay thì ở trên quê cháu được cái cô bác mưa thì rất là to luôn, và không cũng khó đi được sớm để lên cùng lên trên nhà các em. Thời gian này thì có thể là chưa làm nhà, thì cháu được chia sẻ những cái cuộc sống hàng ngày của các em lên cho tất cả quý cô bác là cũng biết là mỗi ngày, xem là mỗi ngày các em là thay đổi như thế nào cô bác ạ. Sứ ơi, cái cụi lấy cỏ đâu ấy? Đấy à? Ôi giời, anh ấy đi xuống tận thế này rồi. Em Sử thì đang lấy cỏ tít trên kia kìa cô bác ạ. Vừa rồi thì cháu Đức không có gọi em. Đấy, cỏ tít trên kia này cô bác. Chắc thì vừa rồi em ấy mải lấy cỏ quá, thành ra là không có thấy cháu Đức xuống. Tại vì chó của nhà các em ấy cô bác, thì là gặp cháu Đức thì coi cháu Đức như là người anh em ở trong nhà thôi, cho nên là cũng không có sủa gì nữa. Thấy mỗi Sửa ở nhà thôi, không biết là Hải ở đâu rồi. Đấy, có những chỗ thì nó đã ra bông rồi cô bác nhá. Lúa của các em thì đã ra bông rồi. Và độ đâu đó tầm trên 1 tuần nữa là những cánh đồng lúa của các em thì sẽ ra bông hết, thì rất là thơm luôn các bác. Đấy đủ chưa? Đấy đủ chưa? Đủ ra. Vừa rồi có thấy anh xuống đây không? Vừa rồi có thấy anh xuống không? Vừa rồi Sử có nhìn thấy anh ở bên kia không? Hả? Có à? Thế mà không gọi anh nhỉ? Thế để anh ấy đi tận dưới kia kìa. Sử này cũng kỳ quặc phết nhỉ? Để anh đi vòng tít dưới kia xong rồi lên. Leo cái quả đồi mệt rồi. Em Hải đi đâu rồi? Hải đang đi hồ ạ. Rồi lạnh à? Mặc áo thu đông đấy. Vâng. Hai. Em Sử thì cũng là biết là đeo găng tay để đi lấy cỏ rồi đấy. Từ ngày được cô bác nhắc nhở các em thì các em cũng đã đi làm. Các em cũng đã biết là đi làm là phải đeo những cái đôi bao tay vào. Thứ nhất là để bảo vệ cái đôi tay của mình. Cái đấy là cái gì đấy? Cái cỏ dại của nó à? Ra bông ấy nhỉ? Lúa này ra bông rồi nhỉ? Độ tầm đó là gần 1 tháng là được lại được thu hoạch lúa rồi đấy nhỉ? Đấy. Như gạo ấy, gạo nhà em thì còn đủ đủ đến mùa gạt không? Không. Không đủ đâu à? Thế thì bảo anh nhá. Sử thì vừa rồi thấy cháu Lực ở bên kia rồi cô bác. Bảo nghe cháu Lực nói chuyện nhưng mà không có gọi. Để cho cháu Lực vào đây đi tìm. Lần sau đi xuống nhà anh nhìn thấy Sử anh cũng cho Sử đi tìm. Gọi điện thoại thì thấy chuông ở trong nhà. Hải đi học vẫn chưa về à? Vâng. Ôi. Bây giờ Hải đi học thì một mình là phải lấy cỏ rồi đấy nhờ. Cứ cắt đi nhá, xong một tí thì anh cùng em vác về luôn. Nhìn cái đồng ruộng của các em với lại cái đồng ruộng của nhà người ta có bác, thì là thấy cái đồng ruộng của nhà các em là sẽ xanh tươi tốt hơn rất là nhiều này. Như ở tít ở dưới kia cái lá nhỏ kia kìa có bác. Không phải là cái cánh ruộng của nhà em thì nhìn trong nó là không có được xanh tốt như của nhà các em. Hôm nay thì em có đi hộ ai không? Có ạ. Hôm nay thì em đi hộ ai? Đi hộ nhà chú trên kia. Chú sống bên kia làm nhà. Làm nhà à? À, thế như mấy nữa mà nhà em làm thì người ta có ra hộ không? Có ạ. Ra hộ đúng không? Vâng. Ra hộ nhưng mà cũng chỉ hộ được 1-2 hôm thôi chứ nhỉ? Vâng.
như lúc nào mà nhà em tiến hành làm đến nhà ấy thì là có vật liệu ấy thì huy động là bà con là hộ chở một hôm nhờ. Vâng. Đấy, xong là không xong là chưa hết phần mà chưa hết thì mình bắt đầu tính sau. Chỗ này hết rồi đấy nhở? Em xử với em Hải thì thật sự ra là để mà nói cô bác, cháu Lực cũng cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị rất là nhiều. Không có quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân thì cái cuộc sống của các em thì không có thay đổi được. Như độ tầm 4 tháng về trước, cháu Lực với bạn Trình là lên chia sẻ với cô bác. Nhìn em xử thì tóc rất là dài luôn, trong giống như kiểu như là người rừng luôn, và gầy còm, còn em Hải cũng thế. Và bây giờ thì các em thay đổi rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý cô bác, anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em và đã luôn luôn giúp ba ông cháu của bác ạ. Ôi, anh không được vác rồi. Như còn cái mấy cái thửa này cô bác là cái thóc, cái lúa gọi là lúa nếp cô bác ạ, gạo nếp này. Nhà các em thì năm nay sẽ trồng hai loại gạo luôn. Một là cái gạo mà gạo để ăn, với một cái loại gạo một. Năm nay thì nhà các em sẽ trồng hai loại gạo là gạo đấu lai này với lại gạo nếp cô bác ạ. Mỗi chỗ này đi được không? À, thật sự ra để mà nói cái chỗ này cô bác là ở dưới nhà các em, nếu mà đi vào nhà thì không, điện thoại là không có sóng chút nào luôn. Nếu mà lúc nào mà muốn bắt mạng hay là gọi điện thoại cho ai thì phải ra cái chỗ mà lán chuồng trâu của các em này thì mới bắt được mạng. Phải nói là các em ở chỗ này thì rất là tội cho các em luôn. Bây giờ đi ra ngoài thì thời đại là 4.0 rồi, công nghệ thông tin nó cũng phát triển rất là nhiều rồi. Còn là các em thì hầu như là không có biết cái gì ở ngoài kia cả. Em đây cái gì em? Đây á? Em đoán được không? Nhìn biết không? Không biết ạ. Không biết đâu à? Vâng. Đấy, lấy cỏ đi cất đi, xong làm một tí nữa anh em mình đập hộp nhé. Đấy, có 3 hộp đấy. Phải nói là những cái phần quà mà đóng bằng hộp thì cháu Lực sẽ gọi là đập hộp luôn cô bác. Có thái cỏ luôn không? Không đâu à? Đây là để sáng mai cho nó ăn đúng không? Vâng. Vừa rồi thì cháu Lực lên các em cô bác thì cũng tiện thể là hộ xử là đi chợ luôn. Một tí thì không phải đi vòng xuống chợ nữa nhá. Vâng. Đấy, lấy đi anh có một thịt lên cho rồi. Nếu mà đi xa thì phải khóa cửa vào. Vào không? Có à? Trước kia thì gọi là không cần khóa cửa cũng được, nhưng mà bây giờ ở trong nhà có rất là nhiều đồ mà nó giá trị đấy nhá. Thì các em phải khóa cửa vào nhá. Sợ là người ta ghen ăn tức ở về khanh một cái nồi cơm điện của mình hay là cái bàn đi đấy nhá. Đấy. Ui, có con này rất là nhiều nhỉ. Mưa thì lạnh một chút đấy nhở nhà em ấy. Nhìn vào cái khuôn mặt của em Sử cô bác, một cái con người mà rất là hiền luôn. Ở đây thì có rất là nhiều cô bác cũng sợ là em Sử là đi ra ngoài là bị người ta lừa này nọ. Trước kia thì em có đi làm ấy cô bác, một ngày được có 100.000 và đi làm 7 ngày thì em ấy cũng được là 800.000, về thì cũng đưa cho ông để cho ông mua những cái thực phẩm ở trong gia đình. Còn bây giờ thì em Sử đã biết đi xe máy rồi thì mọi cái thì tiền nông như này thì ông vẫn đưa cho em Sử để em Sử là đi chợ này cô bác. Tối nay thì anh ăn cơm với em một bữa nhá. Vâng. Đấy. Bây giờ thì đi cắm cơm trước nhỉ? Bây giờ cũng đã đến giờ nấu cơm rồi đúng không? Vâng. Cắm cơm xong là đợi em Sử với lại đợi ông đúng không? Nhưng mà cái phần hiên của nhà các em cô bác, thật sự ra để mà em thử, em Sử mà đứng thẳng lên, em sẽ đứng thẳng như thế nào? Đó, đứng thẳng lên là gọi là chạm đến tận là cái pro này luôn này.
Còn đây là cái buồng nhủ của em Sử các bác. Cháu Lực cũng chia sẻ lên rất là nhiều lần rồi. Một cái buồng ngủ mà bên ngoài là được em Sử là dùng những cái tính, cái tre, cái nứa để em ấy đan vào nhau. Xong là em ấy ngủ ở ngoài. Em Sử là lớn hơn thì em ấy sẽ ngủ ở ngoài để trông những con lợn này, là để trông những con gà này. Sợ là đến đêm thì sẽ bị người ta mà đến trộm gà của nhà mình. Đấy, bây giờ thì đi rửa tay về đi. Rửa tay xong là cắm cơm nhá. Đây vào trong nhà thì khá là tối luôn. Thử bật cái bóng đèn như xem nào. Ôi, bây giờ nó đầy pin này, nó sáng thành màu xanh luôn rồi. Rất là sáng luôn nhờ. Đấy, sáng cái góc học tập của em Hải với em Sử luôn. Bây giờ thì em cắm cơm nhá. Vào trong nhà của các em ấy, cô bác thật sự ra mà rất là tối luôn. Như là cái ngôi nhà này thì đã gắn kết với em Sử, với em Hải thì cũng được là hơn mười mấy năm rồi. Em Hải, em Sử thì năm nay đã 17 tuổi rồi. Là đã gắn kết được với em Sử là được 17 tuổi rồi. Còn em Hải thì là được 12 năm ở trong cái ngôi nhà này. Một cái ngôi nhà mà nhỏ bé nhưng mà bên trong thì chứa đậm những cái tình thương để dành cho nhau, tình cảm ông dành cho các em như tình cảm của các em dành cho ông. Này thì vẫn phải là thổi qua một lần nữa à? Có cắm cái mấy quạt để thổi nữa không? Có à? Đấy, sáng chế mới của Sử đấy nhở. Dùng cái máy quạt để thổi luôn. Sử thì có tò mò là bên trong cái hộp kia có những cái đồ gì không? Không biết ạ. Nhưng mà có tò mò không ấy? Tò mò ở đây là như kiểu là mình có muốn xem ở trong đấy là cái gì không ấy? Có. Có à? Thì cắm cơm xem đây nhá, cắm cơm xong đây nhá. Phải cắm cơm xong thì đợi cả Hải nữa về. Ba anh em mình cùng đập hộp luôn. Ôi, tía gà lại đi vào phòng ngủ đấy. Ôi, con này bị đau chân rồi. Nghe là ai đánh. Ai đánh á? Chắc là bị ai đấy gây vụt phải ấy nhá. Ôi, em Sử thì làm như một người con gái luôn cô bác ạ. Cái máy sắt của các em ấy cô bác rất là lâu rồi, thành ra là bây giờ sắt gạo thì nó sẽ có những cái vỏ và cháu này rất là nhiều luôn. Rau của mình trồng cũng chưa đến lúc để mình thu hoạch ăn nhỉ. Vâng. Chắc độ đâu đó rồi tầm phải 2-3 tuần nữa. Ôi, ông thì đi đâu rồi? Không biết à? Nãy em đi lấy cỏ là ông vẫn ở nhà à? Hay là có cần mua luôn bao mới không? Hả? Có cần mua luôn bao mới không? Ăn cái này hết đó. Ăn cái này hết ra à? Bây giờ mà mình bỏ đi thì nó lại rất là phí. Thành ra là mình phải làm một cái bước như này nữa. Rất là nhiều vỏ cháu luôn này cô bác. Bạn bè của Sử ở trên này là lấy vợ chưa? Chưa. Chưa à? Sử thì cũng đừng có lấy vợ sớm nhá. Đấy, bây giờ mà mày lấy vợ sớm mà không lo được vợ là vợ lại bỏ đi ấy. Cứ từ từ mà lấy vợ. Lấy chậm nhưng mà nó chắc nhá. Mà lấy vợ thì mình cũng phải tìm hiểu thật kỹ rồi thì mình mới lấy nhá. Không mà lấy những cái đứa mà lười lười về nhà thì
mình lại làm tay sai cho vợ đấy nhá. Nó không cùng mình chịu khó thì làm sao mà có được cơm mà gạo mà đã ăn được. Em mà em thì hiền không biết nói gì. Lấy phải người vợ mà nó suốt ngày mà bắt nạt em, suốt ngày bắt em đi làm để lấy tiền về đưa cho nó để nó mang đi tiêu thì lúc đấy mình lại khổ mình đấy nhá. Này, phát minh mới của Sử ấy, dùng đến cái máy quạt để thổi những cái hạt hạt là cái vỏ cháu ra. Có ra không đấy? Này toàn rớt hết ra ngoài đấy này. Như Sử thì đêm đi ngủ thì có phải bật quạt không? Không ạ. Không mà. Chỉ lúc nào mà nóng thì mình mới bật đúng không? Vâng. Bây giờ thì sẽ để Sử bỏ những cái vỏ cháu ra đấy. Có những hạt to thì không có được nhỉ. Đây là đây là gạo thóc của nhà các em à. Tối nay thì cháu Lực sẽ ở lại với các em là ăn cơm một bữa luôn cô bác. Ở lại với em Sử thì ăn cơm chắc phải tầm 4-5 bữa rồi đấy nhở. Có hôm thì vào buổi trưa, có hôm thì vào buổi tối. Nhưng mà đợt này thì vào đêm hay mưa cô bác, thành ra là cháu Lực cũng về nhà sớm hơn.
Bây giờ thì 6 giờ rồi cô bác. Trời thời tiết mùa này thì 6 giờ vẫn còn trời rất là sáng luôn. Ôi, Hải thì đã đi học về rồi. Dạ. Đi học về rồi à? Dạ. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi, đi học về à? Vâng. Đi học không có mang cặp sách à? Hả? Tập trung hả? Tập trung nữa à? Vâng. Tập trung là lao động à? Vâng. Rồi, em Hải thì sờ vào khuôn mặt đây cô bác. Rất là ấy. Hải nhìn nó kia, Có cái gì ở kia? Không biết. Không biết á? Vâng. Bây giờ thì ba anh em mình cùng đập hộp cái kia nhá. Vâng. Rồi, đi gọi anh Sử về đi. Gọi anh Sử đi. Gọi anh chưa? Rồi. Đây, leo lên cái chỗ mà sân gọi là cái võ đài của mình đi. Cái chỗ này là cái chỗ mà mấy anh em hay ngồi nhất này cô bác. Tâm sự thì cũng tâm sự ở đây. Mà làm những cái công việc mà mấy anh em ngồi thì cũng toàn làm ở đây hết này. Hải thì đi học là đi tận 6 giờ mới về đấy nhở? Vâng. Ừ. Hôm nay thì học hôm nay thì làm tập trung đến mấy giờ thì nhỉ? Hôm nay tập trung từ 12 giờ trưa đi thì 1 giờ làm bắt đầu từ 1 giờ làm đến 3 giờ. 3 giờ à? Vâng. Ấy và xong thì ở lại thêm một chút nữa là để nghe cô giáo tập trung phổ biến chương trình học sắp tới đúng không? Vâng. Rồi, như hai anh em thì đoán là ba cái hộp này trong ấy sẽ là gì? Không biết ạ. Đấy. Như Hải thì đoán xem trong là cái gì? Không biết ạ. Không biết á? Vâng. Đoán, anh hỏi cho đoán. Hai anh em thảo luận đi, trong ấy là cái gì? Dép á? Ây da, ông đoán gần đúng nhá. Nhưng mà một tí mở ra xem có dép không thì mới biết được. Chắc chắn chưa? Chắc chắn là dép chưa? Chắc chắn. Chắc chắn rồi á? Vâng. Bây giờ thì cháu Lực cũng cùng các em là đập hộp mà ba cái hộp này không cô bác, và xem mà bên trong ấy là cái gì. Đây là ba cái hộp mà huyền bí. Cháu Lực với các em là sẽ chuẩn bị đập hộp cô bác nhé. Còn bây giờ thì cho Lực xin được nói một chút là có bác anh chị làm một gửi tiền cho hai anh em một chút cô bác nhé. Ở đây thì có anh chị Nhi, anh ấy có gửi cho bạn Trình là 700.000, cho cháu Lực là 500.000 và cho em Sử là 200.000. Và có một cô là cô giấu tên, cô có cho cháu Lực là 300.000, cho em Sử là 200.000. Cô thì chuyển qua cho quý của nhà em Quân, và cái 300.000 với 200.000 này thì cho cháu Lực với lại em Sử là hai anh em đổ xăng để đi nhà, để đi thăm những cái hoàn cảnh ấy cô bác. Và bây giờ của em là 400.000 nhá. Vâng. Đấy. Đưa cho em là 400.000 này. Đấy. Đây là 400.000 nhá. Vâng. Đấy, ở đây thì có anh chị Nhi này, có cô giấu tên nữa, và có cho cả anh nữa. Anh thì là anh chị Nhi thì cho anh là 500.000. Vâng. Anh cho em 200.000 và cô giấu tên thì cho em là 300.000. À, cho anh là 300.000 và cho em là 200.000. Đấy, và qua đây thì cháu Lực cũng gửi lời cảm ơn tới anh chị Nhi. Em chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Và gửi một lời chúc nữa tới cô giáo tên, chúc cô thật nhiều niềm vui, chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì em cảm ơn là cô chú đi nhé. Rồi. Cháu xin cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cháu chúc cô chú thật nhiều sức khỏe cho cuộc sống. Vừa rồi thì em Sử cũng có quyền lời cảm ơn dành cho anh chị Nhi và cô giấu tên nữa. Còn bây giờ thì ba anh em sẽ đập hộp cái phần quà này cô bác. Còn em Hải thì hôm nọ thì cũng có bà Vương An Phạm là đưa tiền cho em, thì cái số tiền này đã hết chưa? Chưa. Vẫn còn dùng tiền để ăn sáng à? Vâng. Đấy, hết thì bảo anh nhá. Vâng. Anh đưa cho em để em ăn sáng nhá. Vâng. Đấy, anh đưa cho em thì không được dùng những cái số tiền đấy để đi vớ đi vẩn đâu nhá. Vâng. Đấy,
Còn là bây giờ thì đây, ba anh em mình mỗi người một hộp đi. Bây giờ thì anh cũng không biết là hộp nào là hộp của ai đấy nhá. Đấy, đây là hộp của Sử này. Còn là đây là hộp của Hải này, đây là hộp của Sử này. Còn là đây là hộp của anh này. Và trước khi mở thì các em có biết là ai gửi cho không? Không à? Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng chưa nói cho các em biết là cái phần quà này là phần quà của bác Kim Hoàng. Đấy, nhớ tên bác Kim Hoàng không? Có. Đấy, phần quà này là phần quà của bác Kim Hoàng, bác đã gửi từ bên Mỹ sang để cho mình đấy. Đấy, những cái phần quà mà các bác, các cô, Mạnh Thường Quân đã gửi từ những ở bên Mỹ sang thì thật sự ra cái cước chuyển nó cũng rất là đắt cô bác. Để mà nói như các cô, các bà gọi là quý mình như nào, thương yêu mình như nào thì mới gửi những cái phần quà này tới cho mình đấy. Vâng. Nhá. Đây là chính tay mà các cô mà đi lựa xong rồi gửi cho mình đấy nhá. Vâng. Còn là bây giờ thì anh em mình bóc đi. Xem là đôi của ai nhá. Đôi của Sử sẽ to hơn. Xem là đôi này đôi của ai nào. Ôi. Anh bóc trúng đôi của Hải rồi. Anh bóc trúng đôi của Hải rồi. Bóc trúng đôi của Hải rồi. Đây. Đôi này là đôi bao nhiêu? À, đôi 39 là đôi của anh. Đây là đôi của anh. Còn Sử là đôi 40. Sử thì bàn chân Sử to nhất luôn các bác. Mặc dù là cháu Lực hơn tuổi em Sử rất là nhiều, nhưng mà em ấy thì người khỏe khoắn hơn cháu Lực và chân to hơn cháu Lực. Bây giờ thì đi thử xem nào. Ok không? Đây để anh test Sử phát nào. Đấy, rất là đẹp luôn đấy. Đây này. Đấy, rất đẹp luôn đấy. Ui, vừa chân luôn, vừa như đúc luôn này. Đấy, mai thì Hải đeo đôi dép này để đi học nhá. Vâng. Đấy. Sử có vừa không? Có. Vừa đúng không? Ui, rất là vừa luôn cô bác. Ba anh em mà Sử Hải thử xem nào. Xem nào. Đấy. Đấy, rất là vừa luôn. Thật sự ra để mà đôi dép này thì gửi từ rất là xa. Anh thì chắc có khi là có những dịp nào đi chơi thì anh mới đeo thôi. Đấy, trông thì nó rất là đẹp. Còn là cái viền ở ngoài này cô bác thì được đúc là nó hoàn toàn là dính liền với nhau luôn. Không có được như đôi của em Hải bây giờ. Anh mượn đôi của Hải nào. Đấy, như đôi của các em bây giờ thì nó sẽ dính, dùng keo nó dính vào với nhau thôi. Như hôm nọ thì em Sử có chơi cái đinh vào đây này. Cả em Hải nữa đây cô bác. Chơi đinh vào đây này, hai cái đinh này. Đấy, mai thì bỏ đôi này đi nhá. Dạ. Đấy, dùng cái đôi này thôi. Hải với Sử có thích không? Có. Có, anh cũng thích đấy. Dạ. Anh cũng rất là thích luôn. Đây là nhãn hiệu là, xem nào. Adidas. Adidas là một cái nhãn hiệu mà phải nói là rất là nổi tiếng luôn, hàng cao cấp luôn. Đấy, phần quà này thì được gửi từ rất là xa, phải nói là nó phải ngồi máy bay ấy nó mới đến với mình đấy. Đấy, anh thì để nó vào túi lúc nào mà đi chơi thì anh mới đeo được đôi này ấy. Đấy. Bây giờ thì cho cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng. Bác đã gửi những cái phần quà này để cho cháu Lực này, gửi cho tới các em này. Chúc bác và gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì hai em sẽ gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng nhé. Đấy, bác thì giúp mình rất là nhiều luôn này. Cái phần là phân bón của các em này, còn là cái phần gạo của các em này, và để thêm tiền quý vào làm nhà đấy nhá. Đấy. Cháu cảm ơn bác Kim Hoàng đã gửi ba đứa dết cho ba anh em. Em có một lời chúc nào mà nó thật hay và thật ý nghĩa gửi tới bác Kim Hoàng không? Chú bà thật nhiều sức khỏe, con yêu bà nhiều lắm. Rồi bây giờ thì Hải nhá, em gửi một lời cảm ơn tới bác Kim Hoàng nhá. Cháu cảm ơn bà Kim Hoàng đã gửi phần dép cho ba anh em. Cháu chúc bà luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Con yêu bà nhiều lắm ạ. Đấy rồi, còn là bây giờ thì ba anh em mình sẽ đi vào nấu cơm thôi nhỉ. Dạ. À, để ăn cơm thôi. Ông thì 6 giờ rồi thì còn là chưa về. Có khi là ông đi trên nhà ai ở trên này không? Có. Có à? Dạ. Thế tối nay lại ba anh em mình ăn cơm ở nhà. Dạ. Ừ.
Hải thì đang xào một chút thịt nữa cô bác. Chín chưa à Hải? Gần chín rồi à? Hải thì những công việc nấu cơm này cô bác, em ấy thì cũng rất là giỏi luôn. Còn anh Sử thì bây giờ đang tập học này cô bác ạ. Này tập viết này, tập viết ở bên kia này. Hay một tí nữa thì cháu Lực đi vào xem là em ấy sẽ viết cái gì, viết gửi cho ai, xem có phải là em ấy viết thư để gửi cho gái không. Sử thì có phải viết thư gửi cho gái không Hải? Không biết đâu. Không biết đâu à? Dạ. Em Sử thì đến giờ mà giờ này cô bác thì sẽ cho em Hải là nấu cơm một chút, thì em ấy cũng tranh thủ học luôn. Thế một tí nữa thì em có dạy anh Sử nữa không? Dạ. Một tí nữa em lại dạy anh Sử nữa à? Dạ. Đó. Bây giờ thì cũng chuẩn bị ăn cơm thôi. Thơm ấy nhỉ? Dạ. Khá là thơm rồi đấy. Các em thì lần đầu có vẻ là các em không quen ăn nước mắm của bác. Nhưng bây giờ thì các em cũng đã ăn nước ăn quen với nước mắm rồi cô bác ạ. Không có con để là súp là nhiều nữa. Em có được ăn cơm ở trường không? Không được. À không à. Thế là về nhà ăn cơm xong mới lại đi học tiếp à? Dạ. Em đã có hôm nào mà ở dưới trường luôn không? Không. Không đâu à? Thế hôm nào cũng về à? Dạ. Về thì anh Sử lại đi đón à? Dạ. Ồ. Bây giờ thì là chuẩn bị ăn cơm rồi đấy nhỉ? Dạ. Các em thì bây giờ có cái nồi cơm mà được bác An Phạm là nhờ cháu Lực đi mua cho. Thì các em chỉ có đun cái bếp củi này lên này và để xào và để nấu cơm nữa thôi. Như là nếu mà hôm nào mà không có bận quá nhá thì là vẫn nấu cơm ở bếp củi đi nhá. Dạ. Đấy nó sẽ giúp là mình là giúp là mình là tiết kiệm được tiền điện hơn nhá. Dạ. Rồi. Còn hôm nào mà bận quá thì mình cắm cơm, cắm nồi cơm điện nhá. Dạ. Xào xong rồi à? Dạ. Đấy, bây giờ thì ba anh em sẽ lại chuẩn bị ăn cơm rồi cô bác. Thế anh để bàn ra nhá. Ôi, bàn này thì khá là nặng đấy, cái bàn nhỏ đấy. Rồi, bây giờ thì em mới nhấc được cơm ra nhá. Hay bây giờ thì cháu Lực sẽ xem em Sử là em mới học được cái gì nào cô bác. Xem em mới làm cái gì. Sử là đang học cái gì đấy? Đang viết tên của ai đấy? Viết tên của... Viết tên của ai? À đây này, viết tên của bà An Phạm này, bà Vương Kim Thanh này, bà Kim Hoàng này, bà Trần Thủy Tiên này. Ui chữ Tiên này gì đây? Đây có phải Trần Thủy Tiên không? Rồi chữ này viết chữ này là nó bị thừa nhá, thừa chữ H này nhá. Đấy, chứ nó không có chữ H đâu nhá. Đấy, và bà Cindy này. Còn cô Trần, cái chữ Trần này, chữ R này cũng sai nhá. R này nó không giống như chữ bờ này đâu nhá. Vâng. Đấy. Cái chữ đố này, chữ đố này cũng, cái dấu này nó cũng hơi để lệch nhá, em phải để ở trên này nhá. Vâng. Rồi. Thế như này thì em viết như này thì em có đọc được không? Có. Thế bây giờ em thử đọc từng bà đầu tiên xem nào. Bà An Phạm, bà Vương Thị Thanh, bà Kim Hoàng, bà Trần Thị Tiên, bà Si Đi, cô Chu Vũ Đăng Mi. Đây là mấy cái từ này là em đánh vần được hết rồi đúng không? Vâng. Rồi. Đấy, đây thì cũng đã viết được những cái tên của cô bác mà gửi quà, gửi tiền làm quý làm nhà cho các em rất là nhiều. Thành ra là những cái tên của các bác, các bà như này thì em ấy sẽ không bao giờ quên được cô bác ạ. Hay giờ hôm nay thì còn viết được cả tên của các bà luôn đấy nhờ. Đấy. Như này thì tập viết như này được bao lâu rồi thì em viết được như này? Lâu rồi ạ. Lâu rồi à? Vâng. Rồi. Đấy các em, cái góc học tập của các em ấy cô bác thì cũng rất là sáng rồi. Mỗi tội là ở đây là các em treo thêm một cái phơi quần áo nữa, thành ra là nó sẽ hơi
gọi là hơi bừa bộn trong nhà một tí, nhưng mà cháu Lực dạy các em là phải xếp như này thì nó mới gọn gàng được, chứ không các em quăng mỗi thứ một chỗ thì nó không được gọn gàng. Để như này thì còn đỡ hơn. Ui. Dạ, cất sách đi là chuẩn bị ăn cơm nhá. Đó, là lấy bát lấy đũa ra nhá. Rồi. Đấy, ông thì cũng vừa về đến nhà rồi cô bác. Bây giờ thì cũng chuẩn bị là ăn cơm thôi. Ông thì cũng vừa về đến nhà rồi cô bác. Và bây giờ thì chuẩn bị là cùng ông với lại các em là ăn cơm thôi. Hai anh em thì ở nhà thì mỗi anh em làm một công việc cô bác ạ. À. Em mở nồi cơm điện xem có chín chưa? Chín rồi à? Rồi. Có nồi cơm điện này thì cắm cơm rất là nhanh nhỉ. Đây để vào cái này này, nó không có bị bẩn. Đây, để vào cái chậu này. Ôi nóng, để găng tay này. Găng tay đâu rồi? Cái kia đâu rồi? Đây. Đây. Cái găng tay này. Đấy, bây giờ thì sẽ chuẩn bị là ăn cơm rồi cô bác ạ. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng là ông với lại các em ăn cơm luôn. Vừa rồi thì tưởng ông là không có về nữa, nhưng mà ông là về và ăn cơm với các cháu. Hãy ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Cháu xin mời quý ông bà, cô chú anh chị ăn cơm ạ. Cháu hãy mời quý ông bà, cô chú anh chị ăn cơm ạ. Đấy rồi, bây giờ thì ăn cơm đi. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lên thì cháu Lực lại tiếp tục là mua thịt lên cho các em nữa cô bác. Chín khóc hay gì? Đấy, hai chín khóc chứ ạ. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng có bảo ông là cứ ăn cơm đi. Gọi là cháu Lực cũng phải là cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị rất là nhiều đã gửi tiền cho các em để những bữa cơm các em có thêm thịt để cải thiện cho cái bữa cơm của ba ông cháu cô bác. Như trước kia lên thì các em chỉ toàn ăn rau này, ăn với bí thôi, lâu lâu thì mới ăn thịt được có một lần. Nếu mà hôm nào đi bán cái gì thì mới đi mua được thịt. Còn các em thì ăn cơm đấy, biết gắp thức ăn cho nhau và gắp cho ông luôn. Hai anh em ai cũng đều là gắp cho ông. Trước thì mày gắp cho anh, mày gắp cho em. Cái thịt này một tí rửa vào cái nồi nhá. Đấy, rửa cái nồi xong là để vào cái nồi cho mai nó không bị mùi, hay để cái chảo luôn đây cũng được nhá. Còn bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Ngoài trời thì cũng rất là tối rồi. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ di chuyển là đi về nhà thôi cô bác ạ.
À, bây giờ thì hiện tại là rơi vào tầm là 7 giờ tối rồi cô bác. Cho ba ông cháu ăn cơm xong thì ngồi chơi với các em một lúc nữa. Và cháu Lực cũng đi về. Vừa rồi thì cháu vừa mới ăn cơm ở nhà lên, còn rất là no cho nên là không có ăn cơm cùng với các em nữa. Ở đây thì quý cô bác mà có theo dõi được những cái thước phim của cháu Lực chia sẻ lên thì cho cháu Lực xin một like và một lượt chia sẻ, thêm một lượt đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh Bản Em ngày một phát triển hơn và giúp cho được nhiều hoàn cảnh ở trên vùng cao này cô bác. Thời gian tới thì nhà các em sẽ tiến hành vào để làm nhà thì cháu Lực cũng mong sẽ nhận được thêm những tấm lòng vàng của cô bác, nhận được những cái phần trợ duyên của quý cô bác, anh chị Mạnh Thường Quân gửi tới cho ba ông cháu để giúp cho ba ông cháu cất lên được một cái ngôi nhà khang trang hơn và ấm cúng hơn cô bác nhé. Còn là bây giờ thì cháu Lực xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em.